Chào các em Hôm nay thầy trò chúng ta lại tiếp tục đến với cái nội dung của bài tiếp theo Đó là chia đa thức cho đơn thức Thế ở bài trước thầy đã hướng dẫn là chia đơn thức cho đơn thức rồi Thì các em nắm được ba quy tắc rồi đúng không Lấy hệ số chia nhau này Lấy các cái gì Biến số chia cùng Các biến số giống nhau thì chia cho nhau này đúng không Chính là chia lũy thừa của từng biến Trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B đấy đúng không Có nghĩa là x chia cho x y thì chia cho y rồi lấy tất cả các quả đấy nhân lại với nhau đúng không thì đấy là chia đơn thức cho đơn thức và ở phần bài tập ở cuối cái bài số 4 hôm trước ấy thì thầy đã có để một số bài chính là đa thức cho đơn thức rồi đúng không thì bản chất của đa thức là gồm nhiều đơn thức kết hợp lại với nhau thế thì chia đa thức cho đơn thức cũng chính là lấy từng đơn thức của đa thức đó chia cho cái đơn thức b được chưa đấy như ta thấy quy tắc này cho đa thức A và đơn thức B. Muốn chia đa thức A cho đơn thức B thì ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng trừ các kết quả lại với nhau. Có nghĩa rằng ta có cái ví dụ đây, đa thức A gồm 3 đơn thức thì ta lấy từng cái hạng tử của đa thức A chia cho đơn thức B. Rồi lấy kết quả cộng trừ lại với nhau. Cộng hay trừ thì tùy thuộc vào cái dấu của nó ở phía trước này này. Được chưa? Thế đầu tiên ta lấy 15 chia 3 bằng 5 này x bình chia x còn x y mũ 5 chia bình còn y mũ 3 cộng 12 chia 3 bằng 4 x mũ 3 chia x còn x bình và y bình chỉ triệt tiêu trừ 10 phần 3 y đấy thì bản chất của chia đa thức cho đơn thức thì cũng chính là chia đơn thức cho đơn thức rồi lấy tổng hiệu các kết quả lại đấy với nhau mà thôi đúng không được chưa Bây giờ ta sẽ sang phần bài tập Ta sẽ sang phần bài tập luôn Vì phần này đơn giản rồi Hoặc là các em có thể nhìn thấy cái gì Nhìn cái ví dụ thứ hai đi Ta phân tích thêm một cái ví dụ thứ hai Lấy cái đa thức này chia cho đơn thức Ta lấy 30 chia 5 Đây này Từng đơn thức hay Từng hạng tử của đa thức A Chia cho đơn thức B Được chưa Rồi lấy tổng lại Thực ra khi ta lấy tổng này Có nghĩa là cái dấu trừ 25 này Ta đưa vào trong đơn thức rồi còn nếu em không đưa dấu trừ này vào trong đơn thức thì em sẽ để phía trước thì đây sẽ là dấu trừ, thì đây là dấu cộng. Thì thực chất nó chỉ là cái sự đổi dấu mà thôi, không liên quan gì cả, đúng không? Đó. 30 chia 5 bằng 6 này. Ta được 6x bình y. Y mũ 3 chia y mũ 3 thì hết, là còn 6x bình. X y, y mũ 3 và x bình y mũ 3 này triệt tiêu hết rồi thì còn trừ 5. 15 chia 5 bằng 3, x mũ 4 x bình thì còn x bình và y mũ 4 chia y mũ 3 thì còn y thì ta được kết quả là 6x bình trừ 5 cộng 3x bình y. Đúng chưa? Đó. Rất là đơn giản đúng không? Rõ ràng là học ta đang học cái phần mà gì? À, phân tích đa thức thành nhân tử mà tự dưng học sang phần này thấy như kiểu đang từ đỉnh núi ta trượt xuống dốc ấy, đúng không? Đi rất là sướng, giống như các bạn đạp xe ấy, leo lên dốc thì cứ thở hùng hục cùng hục. Xuống dốc thì cứ cười hả hê đúng không? Buông tay, buông chân các kiểu. Thì phần này tương tự thế. Nhắm mắt làm được. Bài tập cơ bản số 1. Lấy A chia B này. 15 chia 6. Thì rút gọn được cho 3. Còn 5 phần 2. X. Cộng 17 phần 6. X. Y. Cộng 3 xong rồi đúng không tiếp tục bài 2 bằng này trừ 2 chia 2 trừ 1 là trừ x mũ 3 cộng 3 phần 2 trừ 2x con này bằng này chia cho trừ 1 phần 2 chính là nhân với trừ 2 là trừ 2x bình cộng 4x y trừ 6 y bình. Được chưa? Câu C này. 3 chia 3 hết, x bình y bình chia x y còn x y này cộng 2 x y bình này trừ 4 đúng chưa? Trừ 4. Ok chưa? Tiếp tục ta sang nội dung bài tiếp theo. Đó là bài số 3 ta sang nội dung bài số 3 nhé Người ta cho một cái đa thức trông khá là phức tạp đúng không? Nhưng mà thực tế ra là gì? Con này ta cũng đã từng làm rồi, đúng không? Ở nội dung cuối bài 4 đã làm rồi. Các em có thể đặt x chữ y bằng z. Nhưng mà thôi, cứ thế mà làm luôn cũng được, không vấn đề gì đâu. 3. Lưu ý này, y chữ x thì cũng bằng x chữ y tất cả bình đấy mấu chốt của vấn đề là chỗ này thôi x chín 4 chữ x. x chữ y bình thì bằng x chữ y tất cả bình x chữ y và trừ trừ 5 chấm hết xong rất là đơn giản đúng không mấu chốt của nó là cái công thức a chữ b tất cả bình bằng b chữ a tất cả bình mà thôi được chưa đấy. bài 4 thì thôi mấy bạn tự nói chuyện với nhau đúng không thì thôi kệ các bạn ta sang phần luyện tập này. thực hiện phép tính trừ trừ thì thành cộng rồi 2 mũ 2 bằng 4 lẻ lẻ cũng thành cộng rồi y mũ 4 à, các bạn lưu ý này cẩn thận bị lừa đây là âm x mũ 10 nó khác với thầy ghi đây nhé âm x mũ 10 nó khác với âm x tất cả mũ 10 như này đấy người ta đóng mở ngoặc rất là chuối âm x mũ 10 rồi đóng mở ngoặc thì khác với âm x đóng mở ngoặc mũ 10 nha cái thằng này là số âm như thằng này là âm mà mũ 10 thì là số dương lưu ý nha con này sẽ bằng trừ x bình cẩn thận là nhiều bạn sai đấy bằng này 2 chia 2 hết x mũ 3 bằng là mũ chẵn âm bình dương mũ lẻ vẫn là âm 3 mất x mũ x mũ 3 bằng là x y bình với x y bình thì 4 là còn x y bình tất cả mũ 2 thì bằng x bình y mũ 4 bằng là 7 mũ 5 chia 3 mũ 4 7 x 3 mũ 5 chia 3 mũ 4 còn 7 x 3 là 21. Cái này nó hơi dài thì viết dưới nhá, 21 1 cộng với 3 mũ 6 chia 3 mũ 4 là 3 mũ 2 là 9. 21 1 là 20, 20 cộng 9 thì số này sẽ bằng 29. Đúng chưa? Đây. Chưa về cùng một số đúng không? Các em chuyển hết về 2 cho thầy. 2 mũ 4 tất cả mũ 3 trừ 64 là 2 mũ mấy? 64 là 4 mũ 3 đúng không? 4 mũ 3 là 2 mũ 6. Tất cả mũ 2 rồi chia cho 2 mũ 3, 8 là 2 mũ 3, mũ 3 là 2 mũ 9. Đấy. Đây là 2 mũ 12 chia 2 mũ 9 thì còn là 2 mũ 3. 2 mũ 12 tiếp. Đúng không? Thế thì đúng ra ta, ta lấy hai này trừ nhau đó bằng 0 rồi Được chưa Đấy, Phải đưa hết về cùng cơ số A Sang bài 2 Cái này sẽ bằng là x cộng 2 tất cả mũ 3 Cái này sẽ bằng là gì Chỗ này chắc là gõ sai đấy Đây phải là x trừ 2 thì mới đúng đúng không X trừ 2 Cái này sẽ bằng x bình cộng 2x cộng 4 tất cả mũ mũ 4 Cái này sẽ bằng 5 chia 5 phần 6 thì sẽ bằng là gì? 6 x trừ y tất cả mũ 3 Còn cái này sẽ bằng gì? 2 chia 1 phần 3 thì cũng bằng 6 này. x bình cộng 1 mũ 2 Đúng chưa? Đấy. Rồi in bye 6xy bình mà chia 3y thì 6 chia 3 bằng 2 xy 2xy. Cái này bằng 3xy. Cái này bằng 4x. Còn d bằng 5xy bình. Con này bằng -2 X bình, Y bình. Nhìn nào các bạn sẽ phải làm được ngay rồi. Trừ 1 phần 2. Đi. Y mũ 3, Z. Chia trừ 1 phần 2 là nhân với trừ 2 đúng không? Là trừ. Trừ 3 phần 2. X, Y. 9 chia 12 rút gọn còn là 3 phần 4. X, Y, Z. Nhân hai thằng này trước. Nhân vào sẽ là 6x mũ 4 y mũ 3. Rồi mình chia cho gì? 2x mũ 3 y bình và ta được kết quả là bằng 3xy. Được chưa? Tương tự thế thì em phải nhân vào rồi mới chia đúng không? Ta được mấy đây? 3 mũ 3 là 27. A mũ 6 nhân A mũ 2 là A mũ 8 A mũ 8 chia A mũ 8 hết B mũ 3 nhân B mũ 6 là B mũ 9 B mũ 9 chia B mũ 8 thì bằng B Kết quả còn 27B thôi Câu này 2 mũ 3 là 8 Chia cho 4 thì bằng 2 32 là 9 9, 2, 18 X mũ 3 nhân với x mũ 4 thì bằng x mũ 7 x mũ 7 mà dưới mẫu là x mũ 6 thì còn x y mũ 6 nhân với y bình là y mũ 8 chia cho y mũ 4 thì còn y mũ 4 được chưa Các em lưu ý nha Tiếp tục ta sang bài 4 Tiếp tục ta sang bài 4 này Thực hiện phép tính Con này thì quá là đơn giản đúng không 2x bình trừ x cộng 5 Nhìn phát việc các em làm sao đảm bảo Cứ nhìn phát là viết được luôn cho thầy là tốt Trừ 3 phần 2 x mũ 3 cộng x bình trừ 1 phần 2 x Con này bằng trừ x mũ 3 cộng 3 phần 2 trừ 2 x Câu D bằng trừ 2 x bình Cộng 4XY trừ 6Y bình. còn E bằng 3 phần 5X trừ Y mũ 3 trừ 2 phần 5X trừ Y bình cộng 3 phần 5. Đúng chưa? Đấy. Cứ nhìn là các em phải viết được cho thầy. Tiếp tục ta đến với bài số 5. Tiếp tục ta đến với bài số 5 này. Thực hiện phép tính. 3 chia 2 này. X mũ 5. Còn x mũ 3 này. Cộng với 4 chia 2 thì còn 2 này. X y trừ 5 phần 2 y bình. Câu B này bằng. 3 phần 5 chia 3 phần 5 hết này A mũ 5 Cộng 3 phần 7 chia 3 phần 5 Thì ta được là 5 phần 7 A bình x Trừ 5 lên Còn 2 này 3 Còn 3 này Nghĩa là trừ 3 phần 2 X bình A với A hết rồi mà Đúng không? Đấy Câu C này Chia này trước rồi lại trừ này 9 chia 3 là 3 này 3 y bình Trừ 5 x bình y mũ 3 Tiếp tục bây giờ lại là nhân đơn đức với đa thức đúng không Trừ 2 y bình Trừ với trừ cộng là cộng với 3 x bình y mũ 3 Bằng Y bình Trừ 2 x bình y mũ 3 Thế thì đây là chia đa thức cho đơn thức đây là nhân đa thức với đơn thức rồi ta cộng trừ các gì các đơn thức lại với nhau được chưa đấy nó cứ kết hợp vào thôi chứ không gì là khó cả câu d này 6x bình chia x bằng 6x trừ y cộng với 2x bình cộng với 3y trừ 2x bình cộng x bằng 2x bình 2x bình mất 6x cộng x là 7x cộng 2y. Đấy, kết quả ra 7x 2y. Được chưa? Ta đến với bài số 6. Con e thì thôi để các em tự làm được. Làm tính chia. Bằng 5/3 x bình trừ x cộng 1/3. Bằng Trừ 5Y. Trừ 9. Cộng XY. Còn C này bằng. X mù 3Y 3 chia này. Thì sẽ bằng là 3XY. Trừ 3 phần 2Y. Trừ 3X. Chia 1 phần 3 thành nhân 3 mà đúng không. Đấy. Bằng này. 24 chia 24 hết là trừ y cộng 40 mà chia 24 thì ta sẽ rút gọn 40 chia 24 là chia cho 4 được 5 phần 3 ta chia được cả cho 8 cơ. x cộng tiếp 56 chia 24 đúng không bằng 7 phần 3 x bình y đấy Tương tự cho các con E, F, G, H, I nhá Các em hoàn toàn để tự làm được Thì thôi thầy bớt lại cho em làm Không chưa hết thì lấy gì mà luyện tập Nó cũng đơn giản thôi đúng không Đấy. Thì những con này các em viết ra vở cho thầy Bây ta đến với bài số 7 Làm tính chia Đấy lại B trừ A tất cả bình nhá Thì lại viết được thành A trừ B tất cả bình Cứ viết ra thì nhìn cho dễ 5 lần mũ 3 chia mũ 2 còn A trừ B này Cộng với 2 Còn B này bằng Chỗ này lưu ý này Đây đang là đa thức, đây cũng là đa thức Nên các em lưu ý chỗ này một chút Nếu các em rút cái số 5 này ra 2Y tất cả mũ 3 Chia cho 5 ra ngoài Thì trong ngoài còn X trừ 2Y Đấy nó ẩn ở bên trong này Thế sau khi rút 5 ra thì ta thấy là hai cái biểu thức này có cùng với x trừ 2y giống nhau chưa? Thì có thể chia được cho nhau rồi, 5 chia 5 hết. x 2y tất cả bình. Con C. Con C cũng vậy. Hình như con C là nó bị gõ sai dấu. Thầy sẽ sửa đây thành dấu cộng nhá. Đây gõ sai rồi nữa có một con nào ở trên gõ sai nhỉ? Đấy, nhớ. Con này phải là x mũ 3 cộng y mũ 3. Vì ta sẽ biến đổi thành hằng thức được này. a mũ 3 cộng b mũ 3 thì bằng a b nhân với a bình trừ ab Được chưa? cộng với b bình a bình trừ AB cộng B bình. Được chưa? Thế thì chia cho cái x cộng 2y này thì ta sẽ hết hai lại triệt tiêu nhau thì sẽ còn là x bình trừ 2xy cộng y bình. Nếu muốn rút gọn lại nữa thì sẽ bằng x trừ y x trừ y tất cả bình. Được chưa? 8 thì bằng 2 mũ 3 mà đúng không? Thì A mũ 3 cộng B mũ 3 thì bằng A cộng B Nhân với A bình trừ AB cộng B bình À xin lỗi B bằng 2Y mà thì đây phải 4Y bình chứ Thế chỗ này không thành hẳn thức được Phải viết nhầm là Y bình Được chưa? Đấy lên chỗ này thầy nghĩ là nó phải sửa thành dấu cộng mới đúng Hoặc đây sửa thành dấu trừ thì mới đúng ra hẳn thức thì mới triệt tiêu được Đấy, thì các em lưu ý nhé Câu D Câu D thì có cái chỗ này là Hơi lạ một chút là mọi người phải lưu tâm Trừ A trừ B tất cả mũ 3 Trừ A trừ B tất cả mũ 3 Ta sẽ viết được thành gì? Rút được trừ ra ngoài Mà trừ mũ 3 thì đưa được ra ngoài là trừ 4 Nhân A cộng B tất cả mũ 3 Đấy Mấu chốt của nó sẽ ở chỗ này mà thôi Thế thì sau khi viết được cái này rồi Thì các em chia rất là dễ trừ 5 phần 4 A cộng B mũ 7 chia thì sẽ thành A cộng B mũ 4 Cộng trừ 12 chia trừ 4 là cộng 3 A cộng B bình Trừ 7 phần 4 A cộng B mũ 11 mà mũ 3 thì còn 8 Được chưa? Đấy Thì mấu chốt của nó chính là ở cái chỗ trừ A trừ B này viết được thành là trừ mở ngoặc A cộng B Mũ 3 thì đưa dấu trừ ra ngoài thì mũ lẻ còn nếu mũ chắn thì các em bỏ luôn dấu trừ cho thầy Được chưa Nếu là mũ chắn thì trừ mũ chắn thì vẫn là cộng mà Thì các em bỏ được luôn Nhưng mũ lẻ thì phải đặt dấu trừ ra ngoài Được chưa Tương tự cho con E Đúng không Tương tự cho con E Mình nhìn thấy ngay con E cũng rất là đơn giản Bằng 3 phần 5 a trừ b chia cho thì còn a trừ b này nhân với 2 a cộng b mũ 3 cộng 2 nhân với a trừ b bình trừ 1 phần 5 a trừ b mũ 3 nhân với 2 a cộng b như vậy là cái 2 a cộng b này đưa vào thực ra nó chẳng có vai trò gì đây cả bởi vì cái mà chia được là cái a trừ b Chứ cái 2A cộng B thì không liên quan. Đúng không? Ta phải chia cho các cái hạng tử mà có cùng cơ số. Chính là cùng cái A trừ B. Được chưa? Đấy. Nên nó chỉ làm cho dối mắt mà thôi. Bài 8. Rút gọn đối tính giá trị biểu thức. Thế nên rút gọn trước đúng không? 2X 1 cộng với 3X mũ 3 chia 3X bình còn X Trừ 2 rồi cộng 3. Băng. 3 x Được chưa Mà với x bằng trừ 2 thì sẽ bằng gì 3 x trừ 2 Bằng trừ 6 Đúng không Thực tế là chỉ cần rút gọn xong thôi Được chưa đã. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho em Nội dung của bài số 5 Đó là chia đa thức cho đơn thức Thì Nội dung bài 4 Và bài 5 thì khá là đơn giản Chỉ cần là gì Các em lắm được quy tắc Các cái công thức của lũy thừa là xong Đúng chưa À. Ok nha Như vậy là ta xong được cái nội dung bài số 5 rồi Tiếp theo thì ta sẽ sang cái phần là chia đa thức cho đa thức Các em đọc trước cái nội dung bài đấy cho thầy Để buổi tới thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái bài chia đa thức cho đa thức Đấy là phần chính trong cái cái mục nhân chia đơn đa thức đấy nhá Chia đa thức cho đa thức là phần chính đấy Các em phải học cái phần đấy mới kỹ vào Được chưa?